mì ba mì tôm chua cay lấy nước cốt đột phá, tinh túy ẩm thực Việt, tinh hoa trí tuệ Việt. Thử thách địa đồ đơn sắc, toàn bộ thế giới được chia ra và thể hiện trên 23 tấm bản đồ theo khu vực địa lý. Tất cả các bản đồ chỉ được vẽ bằng một nét đơn đồng nhất, loại bỏ tất cả các quy tắc nhận diện được thể hiện trên một tấm bản đồ thông thường. Hệ thống sẽ thiết lập một lưới tọa độ ngẫu nhiên với rất nhiều ô vuông áp lên mỗi tấm bản đồ. Tuyển thủ có 10 phút để hệ thống 23 bản đồ trên sân khấu. Sau đó, toàn bộ 23 bản đồ được tháo ra dưới dạng các mảnh ghép với hơn 1.100 mảnh. Ban giám khảo sẽ chọn ngẫu nhiên 5 mảnh tọa độ. Nhiệm vụ của tuyển thủ là phải nhanh chóng xác định vị trí các mảnh ghép trên lưới tọa độ và cho biết mảnh ghép đó thuộc bản đồ khu vực nào. Xác định đúng 4 trên 5 mảnh ghép, thử thách thành công. Giống như mình chơi ráp hình hồi xưa quý vị. Mà xưa ráp hình thì thôi mình ráp cho nó ra cái hình gì. Còn đây là những đường kẻ mà thôi. Và chúng tôi sẽ chọn ra 5 cái ô vuông bất kỳ trong 1.001 cái ô vuông. Và quan trọng hơn hết là những cái tấm bản đồ này là những tấm bản đồ về 23 khu vực ở trên thế giới. Và chuyện gì sẽ xảy ra nếu ban giám khảo chúng tôi cắt cớ chọn đường xẹt qua vậy thôi, rồi đoán coi đường nằm đâu, làm sao biết được, đúng không quý vị? Và bây giờ để quý vị hình dung ra nó cỡ nào, mời tôi đào cuộc. Hơn 1.100 ô vuông chứa rất nhiều nét tương đồng. Điều này sẽ là một điểm bất lợi cho Minh Quân vì độ gây nhiễu rất lớn. Mình thực sự choáng ngợp với cái số lượng ô vuông đó. Mình không hiểu bằng cách nào mà cái đầu nhỏ xíu đó có thể chứa hết nhiều những cái thông tin như vậy. Quý vị và các bạn thân mến, trước mặt chúng ta không phải là một bàn cờ vua, mà là những mảnh ghép nho nhỏ đã được cắt ra từ 23 cái bản đồ trên nhiều khu vực trên bản đồ thế giới. Thưa quý vị, quý vị nhìn vào bản đồ to này, đây là từng mảnh ghép một. Bất chợt tôi lấy mảnh ghép này, quý vị thấy nó hoàn toàn giống với cái này, giống với cái này. Chúng ta phải lưu ý rằng là tất cả những cái mảnh này đã đều được vẽ bằng nét đơn, nó chả có thể hiện thảm thực vật gì hết. Làm sao biết được là ở đâu? Con đâu rồi? Một đứa nhỏ 7 tuổi, con bước ra cho người ta nhìn ngắm chân dung con rõ ràng đi con. Con thấy cái thử thách này đối với con dễ hay khó? Dễ. Theo thuyết đa trí năng của tiến sĩ Howard Gardner thì năng lực của bạn ấy thuộc năng lực thứ 3, chính là năng lực hình ảnh không gian. Thấy ghét. Thấy ghét. Trong khán phòng chúng ta có một người đã từng lập kỷ lục thế giới về bộ môn này, đó là anh Dương Anh Vũ. Cái kỷ lục của anh là gì nhỉ? Nhớ được nguyên tấm bản đồ thế giới khổ lớn nhất, 100m bề dài và 75m bề ngang, chứa hơn 150.000 dữ liệu với bằng 5 ngôn ngữ khác nhau: tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Ả Rập. Anh học chi dữ vậy anh Vũ? Mình chỉ quan tâm đến khoa học, cái gì khoa học là mình học. Trời đất ơi, quá trời. Năm anh thiết lập kỷ lục này là bao nhiêu tuổi ạ? Năm 27 tuổi. Thưa quý vị, bây giờ cái điều đó một lần nữa sẽ được tái hiện lại trên sân khấu với một cái đứa nhỏ 7 tuổi. Đứa nhỏ chấp anh 1/5 thế kỷ. Cũng xin cung cấp cho mọi người luôn, thực ra là cái đề này do mình thiết kế ra, cho nên lát nữa mình sẽ từ chối chọn đề, mình chỉ là người giám sát thôi. Rất là thú vị khi anh Dương Anh Vũ chính là người đưa ra cái thử thách đó. Và cái lý do anh ấy lý giải vì sao anh đưa ra là bởi vì mình làm ra cái đề này là bởi vì mình làm không được. Có duyên không? Một người mà họ chuyên nghiệp về bản đồ thì họ sẽ xác định bản đồ dựa trên lưới tọa độ cố định. Trong khi đó đây là lưới tọa độ ngẫu nhiên. Cho dù bạn cố gắng học thuộc đến đâu, bạn cũng không có thể nào mà học thuộc cách chi tiết được. Khoan khoan khoan, anh phải giải thích được là lưới tọa độ cố định và ngẫu nhiên nó khác nhau chỗ nào. Lưới tọa độ cố định á là nó dựa theo từng phép chiếu để làm ra bản đồ. Ok. Ví dụ phép chiếu lăn trụ nó khác với những cái phép chiếu hình nón. Phép chiếu lăn trụ càng về xích đạo thì cái tỷ lệ bản đồ nó càng chính xác. Còn phép chiếu hình nón là người ta chỉ sử dụng ở các vùng chớp cực thôi thì nó mới chính xác. Đó là lý do tại sao khi bạn nhìn lên bản đồ thế giới, bạn càng nhìn về hai cực á, thì nước Nga bạn thấy nó to đùng luôn, nhưng trên thực tế nó không có đến mức mà chóng như vậy.
Còn khi mà mình vẽ bản đồ cho cháu, thật ra nếu nói bản đồ thì nó cũng không đúng. Bởi vì khi mà đã gọi bản đồ thì nó phải có màu sắc, nó phải có ký hiệu. Ví dụ nhé, đường biên giới người ta sẽ có những cái nét đứt, còn trong khi đó đường biển thì nét liền mà lớn, sông thì nét liền nhưng nhỏ. Nhưng bản đồ này mình vẽ chỉ đúng một nét thôi, và tỷ lệ nét y chang nhau. Người chơi họ sẽ không phân biệt được đâu là đường sông, đâu là biên giới, đâu là đường bờ biển. Và đôi khi họ lại nhầm đảo đó là hồ, bởi vì nét của nó là đồng nhất. Đó là lý do tại sao tạo ra sự gây nhiễu rất lớn. Ok. Ngoài ra nó còn có một cái tính gây nhiễu cực kỳ khủng khiếp khác nữa, đó chính là mình không cho cháu thi trực tiếp lên bản đồ thế giới. Đơn giản là bởi vì bản đồ thế giới nó không có điểm chồng lấn, trong đó mình cắt ra thì lại có điểm chồng lấn. Điểm chồng lấn là cái gì nữa anh? Ví dụ khu vực Đông Nam Á nó giáp với Đông Á, thì chắc chắn trên bản đồ Đông Nam Á nó sẽ dính một xíu của bản đồ Đông Á. À. Đó. Thì cái điểm đó là điểm chồng lấn. Và tỷ lệ chồng lấn ở các bản đồ tứ giác với nhau là 15 lần, tức là tỷ lệ lập rất là nhiều chứ không phải là ít. Thì nếu như hai cái đó nó giống nhau thì bản thân bé phải tự hiểu cái chỗ đó nó là cái gì để né nó ra. Đánh giá độ khó nè, mời Thuật Thiên. Sau khi mà nghe anh Dương Anh Vũ chia sẻ về cái độ khó mà từ một cái người chuyên môn và anh cũng là người cho ra đề, thì mình biết rằng là không hề dễ dàng đối với một cô bé 7 tuổi. Và hồi nãy khi mà Tiên có hỏi là con có tự tin con làm bài này được không? Con trả lời là chửi. Con sẽ làm được. Con là rất là nghi ngô và hồn nhiên luôn, hỏi cái gì trả lời đó luôn. Và vì cái tinh thần tự tin đó thì không thể nào mà không cho điểm tối đa. Trong một giám khảo con thích nhất con bóc biên. Anh Dũng, mình nghĩ chắc hôm nay mình phải cho cái điểm độ ác của giám khảo ra đề quá. Nhưng mà độ khó. Yeah. Thú thật là sau khi nghe anh Vũ anh nói xong thì cũng khó 2.4. Được thiệt, không dám luôn. Dạ thôi anh chấm luôn đi anh Vũ. Yeah. Vâng, con tôi đạt điểm tối đa thưa quý vị. Con trai, chúc mừng con, hãy ráng làm tốt và thành công. Bây giờ chú Thành mời con ngó qua cái bản đồ để biết đây là 23 khu vực nào. Trong 23 tấm bản đồ có những cái phần chồng lấn với nhau, thì bạn ấy phải nhớ được tất cả những cái đường biên giới để bạn ấy có thể xác định được cái vị trí đấy. Bởi vì mình không có đạt cái level như các bạn, nhưng mà mình nghĩ là phải có một cái logic về khoa học để nhớ, chứ không thể chụp nguyên cái hình bụp cho nên là mình nhắm mắt lại mình sẽ thấy nguyên cái bản đồ đấy. Cố vấn Dương Anh Vũ có lẽ đã quá khắt khe khi đưa ra một đề bài vượt sức tưởng tượng này. Việc nhận diện bản đồ chỉ với một nét đơn đồng nhất và loại bỏ những quy tắc của một bản đồ thông thường dường như đang quá sức tuyển thủ nhí. Liệu với trí não của một cậu bé 7 tuổi có đủ sức để thu nạp một khối lượng thông tin bất quy tắc khổng lồ này? Xong. Trời ơi, chưa tới phút. Bạn nhỏ này rất là đặc biệt. Bạn ấy đặc biệt trong cái không gian, trong cái thế giới riêng của bạn ấy. Khi mà có một cái sự đam mê mãnh liệt với bản đồ thế giới. Mời con về cái khiêu chiến hệ thống nó lại. Mời quý vị, mỗi người chọn cho Trấn Thành một đề và một điểm tọa độ trên đó. Xin mời. Cái bản đồ ấy được chia không theo những cái tọa độ mà kinh tuyến hoặc là vĩ tuyến thông thường. Và ngoài ra ấy, nó lại còn để lộn xộn, nó chẳng có một cái chiều như là Nam Bắc Đông Tây gì cố định cả. Ban đầu thì khi mà anh Trấn Thành mời ban giám khảo xuống xem á, thì ban giám khảo rất là vô tư hồn nhiên đứng xem tất cả cái khu vực đó. Mãi cho tới khi mà các bạn trợ lý khoa học mới nói chị chọn mấy cái ô vuông bên đây nè. Thì lúc đó mới giật mình quay ra mới nhìn lại cái ô vuông đó. Cái gì mà đang được xếp loằng hoằng ở đây vậy? Khi mình chọn đề, mình đi tìm những cái miếng nào mà nó trùng, nó gần giống một vài miếng khác. Bởi vì cái đó là một cái những cái miếng khó, rất là dễ nhầm lẫn. Chứ thật ra lúc đó mà đưa ra làm sao mà biết được nó là cái gì. Tiên có hỏi Minh Quân là bây giờ hả, con tự tin vậy, bây giờ nếu mà cô chọn một cái mẫu hình vuông mà nó chỉ có một cái đường
Con làm được không? Trả lời dạ được. Thế là thôi, mình quyết định là chọn một cái hình vuông mà có cái đường nhỏ xíu à. Sau khi các giám khảo chọn đề, trợ lý khoa học sẽ tiến hành niêm phong các đáp án. Điều này cho thấy độ bảo mật của thông tin rất cao. Thưa quý vị, đây là cái thứ mà ban giám khảo chúng tôi chọn ra cho cái đứa nhỏ nó nhận diện. Trời ơi, nó có một cái đường kẻ thôi. Rồi đây, nó là những cái nhúm đến từ những nơi khác nhau. Cái yếu tố gây nhiễu rất là cao. Và đằng sau lưng của cái miếng này đã có cái tọa độ mà chúng tôi đã ghi sẵn ở đây. Chúng tôi che lại, một lát nữa chúng ta sẽ sổ số xem là kết quả của bạn chọn ra có đúng với là cái mảnh ghép này hay không. Con trai sẵn sàng chưa? Bắt đầu. Khi bạn tháo tung cái tấm bản đồ ra ở các dạng các ô tọa độ thì bản thân nó quá rời rạc, nó không thể liên kết và liên lại được với tấm bản đồ gốc được. Nó đảo đây, nó nhìn cái gì? Cái miếng đó đối với người thường thật ra là xoay bên nào cũng được á. Bản thân mình cầm một cái miếng đó mình xoay, mình sẽ không phát hiện đâu. Nhưng mà cái bản năng tự nhiên của những người mà họ biết rõ ràng cái việc đó là họ rất là vô tư, họ vô xoay. Rõ ràng là khi mà càng ít chi tiết thì đó là càng khó nhớ. Cái đường kẻ nó sẽ gần giống nhau, nó trùng hợp bởi vì cái miếng đó chúng ta có thể xoay 4 chiều. Có ai nghĩ nó đang đi thi không nhỉ? Cậu bé giống như là đi chơi á, thản nhiên lướt qua. Có một vài chỗ bạn ấy bị khựng lại nhưng mà cũng không mất thời gian quá lâu đâu. Bấm đi, bấm. Giỏi quá, 55 gì. Trời ơi. Mì ba mì tôm chua cay lấy nước cốt đột phá. Tinh túy ẩm thực Việt, tinh hoa trí tuệ Việt. 55 giây có nghĩa là mất 10 giây cho một điểm. Tôi nghĩ là nó chưa hiểu là nó đang đi thi luôn. Đúng rồi. Hơn 1.100 cái mảnh ghép mà lại còn không theo chiều cạnh và thứ tự. Cho nên là tôi nghĩ rằng là bản thân Minh Quân ấy là phải có ở trong đầu tất cả các cái khu vực của 23 tấm bản đồ này. Ngó lại lần nữa có mình dán đúng không? Chứ mấy cô dán lại là con khỏi sửa nha. Đó gọi là kiểm tra đó hả? Nhiều khi chúng ta người lớn rồi chúng ta cứ sợ mình không đúng, không biết là mình đã chắc chắn, mà chính là những cái điều đó làm cho mình có những cái suy nghĩ khác. Còn với các em nhỏ, các em rất là hồn nhiên cho nên là à, mình nhớ vậy là mình đặt vậy. Chắc chưa? Chắc. Wow. Chắc chưa? Chắc. Con thấy ban giám khảo chọn đề rất là dễ, con không sợ sai đâu. Con nít thì nó không bao giờ nói dối đâu. Tự tin là sẽ nói tự tin, làm được là con sẽ nói con làm được. Giang. Con. Quân ơi. Ghê. Cậu bé dường như vẫn ngây ngô và tự tin trước những quyết định khá vội vàng của mình. Độ khó của thử thách chắc chắn không chỉ dừng lại ở đó. Hãy cùng chờ trong ít phút để xem điều gì sẽ xảy ra phía trước nhé. Thưa quý vị, bạn nhỏ chúng ta đã làm xong mọi việc. Con trai, cái hình này nằm ở bản đồ số mấy? Dạ, miếng này nằm trên bản đồ Đông Nam Á. Đừng kiếm chuyện đi chú. Chú không biết Đông Nam Á là cái nào. Đó đâu, con chỉ đi rồi cô lấy xuống cho con. Không phải cái gì chú cũng biết đâu.
Điểm mạnh của Minh Quân đó chính là các cái năng lực xử lý thông tin hình ảnh. Tại vì mỗi người sẽ rất là khác nhau, không phải là cứ trẻ hay là nhỏ hơn ấy thì là sẽ làm được tốt hơn đâu. Rồi, còn cái này là ở đâu? Chú chắc hành đứa nữa, con sẽ để đúng chiều lại, để con nhìn ra nó ở đâu. Dạ, miếng này nằm trên bãi đồ vùng Caribe. Minh Quân là một cậu bé chưa có thế mạnh về giao tiếp, nhưng mà đụng tới đúng chuyên môn của anh chàng thì đừng đùa với Minh Quân nhé. Miếng này ở đâu? Dạ, miếng này nằm trong bãi đồ Nam Phi. Dễ thương quá trời đất ơi. Miếng này ở đâu? Dạ, miếng này nằm trong bãi đồ Đông Nam Á. Hai miếng trên bãi đồ Đông Nam Á luôn. Không nhìn luôn kiếm miếng còn lại được không? Dạ, miếng này nằm trong bãi đồ Bắc Á. Đọc ra văn vách Bắc Á chứ không phải là châu Á nha. Tức là rất là bất ngờ trước khả năng của bạn này. Coi thường tôi lắm đó, tôi nói thiệt. Bây giờ đứng cũng giành cái chỗ người ta nữa. Giờ con muốn đứng đâu? Muốn rồi. Minh Quân. Tiên có hỏi Minh Quân là hả, con có xem series từ mùa 1 không? Và con thích thí sinh nào nhất? Thì Minh Quân có trả lời là con thích Quang Bình và Thế Anh. Tức là ba bạn nhỏ này khi mà đứng cạnh nhau là rất là nhiều điểm chung. Quan trọng nhất là truyền cảm hứng cho nhau nữa. Đó là lý do vì sao mà Minh Quân có mặt ở series tại mùa 2. Sự bản lĩnh và dũng cảm của một cậu bé 7 tuổi khi đến chinh phục sàn đấu căng não này là rất đáng hoan nghênh. Hãy cùng chờ trong ít phút để đến với kết quả lần này nhé. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ ướm thử cái miếng mà bạn dán vào đó có đúng với tọa độ nằm trên cái bản đồ mà bạn gọi là Đông Nam Á này không? Trời ơi! Khi em lựa là em lựa đại! Tôi đâu có biết tôi lựa nước của tôi mà tôi không biết! Trời ơi! Chứ em biết em là siêu trí tuệ rồi, em biết mà em lựa đó em. Anh ơi, em thấy nó, tại sao em lựa nó? Là tại vì nó giống cái càng con tôm. Anh nhìn đúng không? Đang đói đúng không? Em đang đói. Bây giờ em ướm vô em hú hồn, thưa quý vị, chính xác một lần. Giỏi quá. Thưa quý vị, để cho tính thuyết phục cao, tôi sẽ coi tọa độ C3. Đáp án của chương trình là yes. Tiếp tục. Gắn vô đâu, gắn giùm coi. Thấy có đúng không? Đúng. Tôi chưa thấy đúng lắm đó nha. C A A F 1. C A là Caribe Asia. Đối với tôi cái mảnh khó nhất đó chính là mảnh thuộc vùng Caribe, bởi vì nó chỉ có hai nét thôi, nhưng mà hai nét đó nó được cắt bởi một điểm trống, và thực tế ra cái mảnh đó nó lại không nằm ở Caribe, nó là mảnh trồng lấn của vùng Trung Mỹ. Đáp án của chương trình là chính xác nha. Đâu có nhiều chi tiết đâu, thí dụ xung quanh có những cái hòn đảo hay gì không nói, đằng này chỉ là đúng một cái đường cắt ngang thôi. Bị vướng làm ra. Tiếp tục bản đồ thứ ba. Con trai mời con. Đúng không? Chứ tôi thấy nó cũng không dính lắm nha. Cái đáp án gần gần giống với là đáp án đúng.
thì lúc đó mình cũng khá là lo lắng rồi. Thôi chết rồi. Oh my god. Mình nghĩ có thể là bạn bị mất tập trung ở chỗ đó. Chỉ cần thiếu tự tin một tí xíu là nó sẽ rất là khó khăn. Như vậy tuyển thủ nhí đã sai một ô tọa độ. Điều này gây ra sự tiếc nuối và lo lắng cho các giám khảo. Để hoàn thành thử thách, bắt buộc Minh Quân phải đúng chính xác hai tọa độ cuối cùng. Bạn thứ tư, mời con trai. Này Đông Nam Á luôn đúng không? Đúng. Ngược. Ngược. Ngược, trời ơi. Đối với cả Minh Quân ở trong trường hợp này thì bạn lại có một cái thế mạnh đặc biệt. Khả năng chi giác và phân biệt của bạn ấy cực kỳ tốt. Trời ơi, quý vị thấy không? Tụi tôi có ai nói gì với ai đâu quý vị. Tự nhiên túa ra đi tìm. Rồi hai người tìm chung một cái bản đồ Đông Nam Á mà không biết. Bây giờ đứa nhỏ ráp lại biết. Ý trời ơi, tụi mình chung với nhau kìa. Thưa quý vị, cái tọa độ này là nó nằm ở Southeast Asia F6. Cái bạn nhỏ dáng là hoàn toàn chính xác. Last one. Mời con luôn, dáng luôn. Suy nghĩ gì hết, giống như là đang tìm đúng cái con vật bỏ vào cái khổ trống đó vậy. Tọa độ này là North Asia A6. Và đáp án của bạn nhỏ là... Wow! Thử thách thành công. Yeah. Thưa quý vị, Minh Quân! Đôi khi những cái thế giới mà chúng ta cho rằng bình thường như chúng ta đang sống này, các em có thể có một cái vài thiếu sót gì đó. Nhưng mà chỉ cần đặt vào trong đúng môi trường, đúng thế giới của các em thì sẽ là một viên ngọc phát sáng. À, bây giờ nhá, để xem là con có chỉ nhớ hình ảnh hay là con còn có thể là biết được thêm tất cả các cái địa danh ở trên cái khu vực bản đồ. Có thể là mời anh Vũ sẽ lên chỉ cho con một số những cái điểm ở trên cái bản đồ này xem con có biết được không nhá. Bây giờ mình dùng lại 5 cái miếng mà giám khảo chọn để cho nó công bằng. Ok. À, ok, rồi, anh Thành cho em xin 5 miếng đó. Dễ, dễ. Cái này dễ hả? Tấm thứ hai đi. Tấm thứ hai. Tấm thứ ba. Tấm thứ ba. Mình chọn tấm nào khó nhất mình làm nhé. Tấm thứ tư. Tấm thứ tư. Rồi tấm thứ năm. Này tấm buổi tối. Ok ok. Dễ gì nhìn thấy. Nó cũng không có ý định nhìn đâu anh. Ngạc nhiên trước khả năng mà này là một. Mà cũng còn ngạc nhiên hơn gấp mấy lần so với độ khó mà anh Dương Anh Vũ anh ra đề. Anh ra đề chỉ vì anh cảm thấy anh không làm được cái đề này nên anh ra đề cho Minh Quân. Với lời đề nghị của giám khảo khoa học Trần Thành Nam, cố vấn Dương Anh Vũ dường như khá hào hứng khi tiếp tục thách thức Minh Quân. Lại một lần nữa, cậu bé nhỏ phải vận dụng trí não của mình để vượt qua thử thách khó lường này. Rồi, xong rồi nha. Cái miếng này nằm trên tấm biểu đồ nào con? Dạ, miếng này nằm trên bãi tù Đông Nam Á.
Vậy nguyên cái miếng này nó lãnh thổ quốc gia nào? Dạ, của Indonesia. Chính xác. Cái quần đảo này nó tên là gì con? Dạ, quần đảo Aru. Mời anh Thành công bố kết quả. Khi anh Dương muốn nâng cấp lên, không suy nghĩ gì hết, trả lời đất nước Indonesia, thì mình cảm thấy là không, em bé này không học thuộc lòng, em bé thực sự đam mê. Rồi bây giờ nhá, cái miếng nhỏ xíu này nè, nó là khu vực nào vậy? Đảo New Guinea. Chính xác, đảo New Guinea. Cái hòn đảo này ở trên đó nó có bao nhiêu quốc gia và đó là những quốc gia nào? Indonesia và Papua New Guinea. Chính xác, chính xác, chính xác, chính xác. Đang đếm ghi đi. Ghi đi. Bất công, mấy người biết nhiều bí mật hay giết đầu tiên. Rồi, cái vùng biển này này gọi là vùng biển Arafura. Nếu mà con di chuyển xuống phía nam một xíu á, thì con sẽ gặp một quốc gia, đó là quốc gia gì? Đó là Australia. Thôi hết câu đố rồi đó. Rồi đủ rồi. Về đi Vũ, về đi. Về đi. Con trai, con biết là con thắng rồi không? Dạ, con biết thắng. Vậy con có vui không? Dạ, vui. Giỏi. Ở nhà thường ai là người nói chuyện với con nhiều nhất? Anh hai. Anh hai con học giỏi không? Giỏi. Ừ. Ở trong lớp con hạng mấy? Con là hạng ba. Con hạng ba. Quý vị có thể thấy rằng là cái khả năng vận hành ngôn ngữ của bé nó hơi gặp vấn đề một chút xíu. Tại vì nó có một cái khả năng vận hành ngôn ngữ riêng của nó. Tập trung cái gì nó tập trung cho cái chuyện của nó thôi. Không biết là có người nhà của bé ở đây không, mình cùng ra trò chuyện với ban tổ chức một tí được không ạ? Tôi là bà nội của cháu Minh Quân. Tôi là mẹ của cháu Minh Quân. Thế cho em hỏi là có người lớn ở nhà cũng có trò chuyện này nọ, mà tại sao cháu nó lại nói chậm vậy? Nó phát âm từng chữ một mà. Từ nhỏ nó đã như vậy rồi. Hai anh em nó ở nhà chơi với nhau thôi. Đến cả ở trường, bạn học cũng không có nhiều nữa đó. Mọi người cứ lánh xa nghĩ là nó khù khờ. Đâm ra người ta không thích. Thế bà là cái người gần bé, thì bà có cảm nhận được cháu mình khác cái gì với mọi người xung quanh không? Rất là khác với mọi người. Những người xung quanh họ cứ hay nghĩ nó rất là khờ. Theo bà thì cháu mình có khờ không? Hôm nay dẫn chứng cho thấy rõ ràng là cháu tôi không có khờ. Thù là nhà bé ở thị trấn, khu vực xung quanh thường là nhà trọ và các kiosk. Về cái ngôn từ của bé phát triển không có được nhiều so với các bé ở cùng xóm. Bé thường trò chuyện đặc thù một cái kiến thức trong sách vở, thì những cái bé ở hàng xóm không hiểu rõ nhiều lắm về vấn đề bé nói. Thành ra hầu như bé chủ yếu là giao tiếp với những người trong gia đình hoặc là chơi với sách vở và vẽ thôi. Thưa quý vị, chúng ta không có cái gì để mà phải làm trách hàng xóm. Họ có cái lý do đúng của họ, tại vì nó có giống người ta đâu. Nhưng mà tại vì họ không thấy ra được cái tiềm năng bên trong cháu, họ không hiểu. Và cho đến ngày hôm nay khi siêu trí tuệ Việt Nam xuất hiện, khi cháu nó chinh phục được tất cả những thử thách trong chương trình một cách nhẹ nhàng và thoải mái nhất, như đi chơi chỉ tốn 55 giây đồng hồ thưa quý vị, thì người ta mới biết đây là một siêu trí tuệ Việt Nam được thu nhỏ lại với cơ thể của một đứa bé 7 tuổi. Và bây giờ là điểm số của giám khảo khoa học Trần Thành Nam dành cho đứa bé.
Thôi. Chưa. Chưa tới đoạn đó. Con đừng vội, chưa tới đoạn đó con nhé. Con sẽ được lên thôi nhưng chưa. Trước khi lên mình phải nhận cúp. Mời ca sĩ Tóc Tiên trao tặng cho bạn nhỏ một chiếc cúp để cho mọi người định nghĩa đúng hơn về năng lực của bạn. Và mời gia đình hãy nắm tay bạn nhỏ bước về một gia đình mới nơi bạn nhỏ sẽ được đánh giá đúng nhất. Đó là đại gia đình siêu trí tuệ Việt Nam. Thưa quý vị, Minh Quân, thành viên tiếp theo của đại gia đình siêu trí tuệ Việt Nam đến từ Lai Thiêu.